Từ giữa phố Lý Thường Kiệt và phố Hàng Bài có rất nhiều các xây dựng trên các mảnh đất vàng ở góc ngã tư này. Tòa nhà còn sót lại chưa bị giải tỏa. Phố Hàng Bài. Dự án xây dựng lại khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt. Quán xôi đông đúc.